này hai động cơ nha anh chị nha, một động cơ trước chạy hộp số và đầu áp, và động cơ sau kéo bắt chó. Con này ngang 1m2, dài 3m4, 500 lít, 6 bánh 2 cầu. Hàng con này là siêu to khổng lồ luôn nha. Bánh là chạy bánh 6-12, bánh 6-12, bánh rất là to nha. Bánh sau là chạy bánh đôi luôn. Rồi, anh chị em nào quan tâm cái con xe phun thuốc 6 bánh 2 cầu này thì liên hệ cho bên em. Số điện thoại 0835585908 0398 6 8745, em ở thị trấn Thành Mỹ, huyện Đương Dương, tỉnh Lâm Đồng. Xe này em test cho anh em xem ha, tham khảo, và có khách dặn nên là sẵn quay cho anh chị và anh em tham khảo luôn. Rồi, mến chào, hẹn gặp lại anh chị những video tiếp theo.